Bộ Y tế cho biết kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 707.436 ca nhiễm, đứng thứ 47 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 475.343, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.133 ca. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.545 ca. Năm tỉnh ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 348.220 ca, Bình Dương 183.314 ca, Đồng Nai 41.432 ca, Long An 30.850 ca, Tiền Giang 13.375 ca. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 17 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 1.533 đội lấy mẫu để triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố. Tại các vùng cam, vùng đỏ, thành phố đã hoàn thành cơ bản 3 đợt xét nghiệm và đang tiến hành đợt 4. Một số quận huyện đã hoàn thành xét nghiệm đợt 4 và bước vào đợt 5. Tại các vùng xanh, vùng vàng đã hoàn thành cơ bản 2 đợt và khoảng 77% đợt 3. Một số địa phương đã hoàn thành 3 đợt và đang tiến hành đợt 4. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, tỷ lệ mẫu dương tính giảm mạnh qua các đợt xét nghiệm. Ngày 20 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành công văn về tiếp tục triển khai xét nghiệm tại địa bàn dân cư đến 30 tháng 9. Thành phố yêu cầu các quận huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương, thần tốc triển khai xét nghiệm, tập trung ở các vùng có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để bóc tách nguồn lây nhiễm. Theo đó, tại vùng đỏ, cam thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho toàn bộ người dân, lặp lại sau 2 ngày, làm liên tục 3 lần trong 7 ngày. Tại vùng vàng, xanh, cận xanh, thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho mẫu đại diện hộ gia đình, lặp lại sau 4 ngày, làm liên tục 2 lần. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn lực thực hiện xét nghiệm đúng yêu cầu và tiến độ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế huy động 1.000 người hỗ trợ công tác xét nghiệm, phân bổ cho thành phố 10 triệu kit xét nghiệm nhanh. Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng huy động 4.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ thành phố trong công tác xét nghiệm.